Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ làm video hướng dẫn cách các bạn đếm tiền để sao cho nhanh nhất và chính xác nhất. Trước tiên là phải xếp tiền cho nó gọn gàng như này. Đấy, sau đó kẹp tay này, cách thứ nhất, kẹp tay như này cho nó chắc chắn này. Đấy, sau đó này mình sẽ đếm này, từ từ này, mình chưa quen thì mình sẽ đếm từ từ này, từng tờ một này, ví dụ như này này, 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, mình cứ tập như này, sau đó mình sẽ tăng tốc độ lên đó, tăng tốc độ lên, vừa tay đếm nhưng tay miết tiền nhưng mồm phải đếm đó. Và cách thứ hai là mình cầm chặt như này, đây chờ bố tí đó, cầm chặt như này và mình đếm, vẫn phải buộc chun ở đây, vẫn phải buộc chun đây để giữ thôi, không bị rơi tuột ra. Đếm này, 1 2 3 4 5 6 7. Kẹp con út như này. Tập nhiều sẽ quen nha các bạn nhé.